Lưới kéo cá A Cường xin kính chào tất cả các bác nha. Hôm nay bên A Cường lại giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm lưới kéo cá mà shop em vừa mới sản xuất xong và độc quyền của bên nhà em. Cái lưới này có chiều cao là 2 m và độ dài là 20 m. Đấy từ bên này sang bên kia là 20 m nha các bác nhá. Và chiếc túi có độ dài là 6 m. Mắt lưới của nó là 1/3 sợi 6 tức là một cạnh của nó là 0,6,5 ly, 0,6,5 ly và bên trong nó có chứa 6 sợi bên trong, rất là dày hàng này là chuyên bắt những con cá tép này cá lồng tông là thoải mái luôn và sợi nó rất là to đây cái túi nó rất là rộng cái túi của chiếc lưới kéo cá này rất là rộng này đấy cái chui người chui vào thoải mái có thể chứa được những tầm 1 đến hai tạ cá luôn các bác nhé đấy và đây là các bác mà thợ nhà em đã sản xuất ra cái chiếc lưới kéo cá này nhá đây có rộng của nó cửa vào của nó là hai mét và tiếp theo bên A Cường sẽ giới thiệu cho các bác về cái thông số chi tiết của cái uh, lưới keo cá này Cái lưới keo cá này thì được một cái bác ở Móng Cái, Quảng ninh đặt Cái đấy bác đấy thì kéo ở cái số đoạn uh, cửa khẩu Móng Cái Đây. Cái lưới này thì uh, sợi 6, phân 3 Cái này thì uh, các bác cũng biết rồi đấy Cái lưới này nó nấu bằng tầm ngón tay út Và chất liệu lưới được làm bằng người bên Thái Lan, nhập Thái Lan trực tiếp về nó sẽ không bị ngấm nước vì đây là lưới cước kết và nó kết tủa từ 6 sợi bên trong bên trong nó có 6 sợi đấy nó sẽ không bị ngấm nước và nó sẽ không kéo rất là nhẹ nhàng mà kéo được tổng hợp luôn cả tôm này cả lồng tông này thoải mãi luôn sợi vì sợi rất là to nên nó không bao giờ bị rách luôn còn về phần phao nhé các bác này về phần phao thì đây là cái phao tông khoảng cách từ cái phao này sang phao kia nó rơi vào tầm 40 phân để em sẽ đo thực tế cho bác đây, một cái găng tay của em là 20 phân thì tức nào là 40 phân đấy nhé tất cả cái nút lút thắt để cái bác xem này cái lút thắt hai bên phao hai bên đầu phao em làm rất cẩn thận thắt tầm 3 bốn nút vào thì nó sẽ không bao giờ những cái quả phao không bao giờ bị tuột ra được đấy, không bao giờ bị xô tuột được các, các bác nhá đây tầm 20 phân em lại thắt một cái lút chết để cho nó chắc chắn vào đường phao cái chất liệu phao này là chất liệu phao phao xốp phao, phao 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 tông chất liệu của này là phao tông này không bao giờ bị gãy bị vỡ nên đảm bảo cho các bác dùng đến 15 năm cũng không bao giờ hỏng được luôn nhá đấy bên a cường thì cung cấp uh, cam kết cho các bác thì không bao giờ những cái lưới này hay là cái chất liệu nó sẽ rất đảm bảo cho các bác kéo cá luôn chứ không như, như nhiều chỗ khác chỉ làm những hàng chợ thôi nó sẽ không đảm bảo cho các bác được người lối cái túi này thì các bác xem đấy đường túi lỗi túi thì em làm rất là cẩn thận này đừng may bằng cái máy máy may công nghiệp của nhật bản đấy rất là sợi ra là to là sẽ bung không thể bung ra được không như cái lúc đan tay hát đan tay thì nó sẽ dễ tuột ra nhưng mà ở đây là không bao giờ tôi bung ra được là tiếp theo em sẽ giới thiệu cho bác về cái phần đường trì này đường trì thì khoảng cách của cái chỉ hai hai viên cách nhau tầm 20 phân 20 phân các bác nhé Chì thì bên em làm một cái chì tầm 2 ly Rất là dày Đấy, Lấy búa gà vào luôn nhá Đây là bọn em thủ công Tất cả 100% thủ công Lấy búa gà vào nên đảm bảo nó không thể tuột ra được Nhiều chỗ thì nó hơi xấu một chút Vì cái búa nó gà vào Nhưng mà để đảm bảo cho độ chắc và độ cẩn thận Thì bên em phải làm như thế để cho nó không thể tuột ra được Và phần ở giữa thì chỉ sẽ mong hơn một chút Nó rơi vào tầm hơn chục phân một viên thôi để cho cái đoạn ở giữa thì nó sẽ chìm hơn một chút để cá như con cá sẽ chui vào nó không không chui ngược ra được. A à, cờ vừa giới thiệu cho các bác xong cái tâm lưới kéo cá này. Các bác nào có nhu cầu đặt về lưới kéo cá hay là lưới nuôi cá hoặc lưới đánh cá thì cứ liên hệ ngay với số hotline trên màn hình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.